Hello các bạn, hôm nay hãy thử tài kể chuyện xem thế nào nha. Câu chuyện này hãy kể là liên quan đến thị trường chứng khoán, nói về một cái người mới bước vào thị trường chứng khoán. Cái nhân vật này có cái tên là Mr. mới, mình gọi là Mr. new đi cho nó hay. Ok, câu chuyện mở đầu thế này. Mr. New này là một người kỹ sư mới của Mỹ. Sau một vài năm Mr. New này làm thì Mr. New có giữ được khoản tiền tiết kiệm. Mr. New này thì nghe nhiều về chứng khoán lắm rồi, nghe lâu rồi, nhưng mà thật sự ra Mr. New không có quan tâm. Cho đến một ngày thì Mr. New nghe 10 người nhà nói về đồng tiền ảo. Đồng nghiệp, bạn bè khắp nơi đều nói về đồng tiền ảo. Thế là lúc này Mr. New nghĩ chứ mình đi làm bao nhiêu năm nay mà chỉ có tiết kiệm được ít ỏi thôi, hay là mình thử vận may của mình trong cái thị trường này coi như thế nào. Và thế là Mr. New mới mở một cái tài khoản. Và Mr. New bỏ vào một số tiền rất là nhỏ thôi. Mr. New nghĩ rằng thôi thì mình thử cái vận may của mình xem coi là nó có may mắn hay không. Và khi mà mở tài khoản xong thì Mr. New với bỏ vào tài khoản mình 1.000 đồng để Mr. New thử vận may. Chỉ sau một vài đêm thôi thì Mr. New từ 1.000 đồng Mr. Deal đã kiếm được 3.000. Wow, lúc này Mr. Deal rất là vui vẻ và nghĩ rằng mình đi làm cực khổ bao nhiêu năm mà đâu có được cái số tiền trong vài đêm như thế này. Lúc này bắt đầu Mr. Deal từ cái chuyện chú ý thì Mr. Deal thấy mình may mắn quá. Mr. Deal mới nghĩ rằng là bắt đầu Mr. Deal tính toán nha. Nếu như mà mình bỏ thêm tiền vào thì cái con số nó sẽ tăng lên gấp 2, gấp 3 lần như vậy, thì có phải là mình có một cái số tiền rất là lớn không để có thể mình mua nhà. Lúc này là Mr. New mong muốn được một cái gì đó lớn hơn. Và thế là Mr. New quyết định bỏ thêm tiền vào tài khoản. Lúc này trong tài khoản của Mr. New là có 10.000 đồng, 10.000 đô đó các bạn. Và Mr. New lại tiếp tục mua tiền ảo tiếp. Sau một vài đêm thôi Mr. New mở mắt lên, mình chợt lại thấy wow, từ 10.000 Mr. New đã có 15.000. Mr. New rất vui mừng, trời ơi, phải nói là phấn khích các bạn, phấn khích. Các bạn biết lúc này Mr. New có bán ra không? Mr. New không có bán. Mr. New nghĩ rằng nó còn sẽ lên nữa. Hôm nọ mình mua có 1.000 mà mình được 3.000. Hôm nay mình mua 10.000, chắc mình phải được 20 hay 30.000 thì mình mới bán ra. Lúc này Mr. New bắt đầu tính toán rồi nha các bạn. Cái lòng tham của Mr. New bắt đầu xuất hiện dần dần rõ nét hơn. Rồi, câu chuyện là Sau một vài đêm nữa Mr. New mở mắt dậy. Mr. New lại thấy tài khoản của mình nó bốc hơi, nó không tăng mà nó bốc hơi, và nó từ 15.000 Mr. New chỉ còn lại con số trong tài khoản mình là 9.000. Như vậy là Mr. New đã nhậm thì mình đã lỗ 1.000 đồng. Thế là lúc này Mr. New lo lắng, rất lo lắng, và Mr. New mới đi hỏi đồng nghiệp mình, đi hỏi bạn bè mình và hỏi những người xung quanh. Và thì mọi người vẫn đang là hào hứng, đang là nói về cái đồng tiền ảo, mà nói là nó sẽ tăng giá, nó tạm thời nó xuống giá thế thôi, nhưng mà nó sẽ tăng giá. Lúc này Mr. New cũng yên tâm một chút xíu và Mr. New chờ đợi. Rồi sau một vài đêm Mr. New lại thức dậy và thấy cái con số từ 9.000 nó đã nhảy xuống còn 5.000. Lúc này Mr. New bắt đầu thực sự là lo lắng nha các bạn, rất là lo lắng và
ăn không ngon mà ngủ không yên. Thế là Mr. Neal bắt đầu, từ xưa giờ Mr. Neal không có quan tâm đến báo chí nói về cái diễn biến của thị trường tài chính như thế nào. Ngày hôm nay thì lại khác cho các bạn. Mr. Neal mới đi lên đọc báo để xem coi cái tiền ảo nó như thế nào và nó có tăng hay không. Lên thì Mr. Neal nghe báo chí nói rất là good các bạn, rất là yên tâm, tiền nó tạm thời thì nó sẽ như thế thôi, nhưng mà nó sẽ tăng trở lại. Mr. Neal lại hỏi đồng nghiệp, bạn bè thì lại thấy cũng yên tâm hơn, là bởi vì mọi người cũng đều nói như nhau cả. Lúc này Mr. Neal cũng tạm thời yên tâm thôi, nhưng mà thực sự rất là lo lắng, bởi vì nó đã chỉ còn bốc hơi 50% tài khoản của mình rồi. Thế là Mr. Neal thôi thì ráng chờ đợi xem như thế nào. Đố các bạn điều gì sẽ xảy ra. Hãy đếm 3 giây các bạn thử suy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra. 1, 2, 3. Chỉ sau một đêm các bạn, tiếp tục câu chuyện là chỉ sau một đêm nữa thì Mr. Neal lại thấy chỉ còn 2.000 trong tài khoản. Wow, lúc này Mr. Neal thực sự là rất là hoang mang là bởi vì cái số tiền mình 10.000 đồng bây giờ nó đã gần như nó bốc hơi. Không may á, thì chắc có lẽ là nó còn lại dễ đồ mất luôn thì sao. Mr. Neal rất là lo lắng. Ở ngoài đây nó hơi gió tí xíu nha các bạn. Và lúc này Mr. Neal là với suy nghĩ, Mr. Neal ngồi suy nghĩ. Hồi lúc mà mình mới bắt đầu tư vào á, mình bỏ tiền vào mình mua tiền ảo á, thì cái giá của nó đang là rất là mắc. Bây giờ cái giá của nó chỉ còn có chưa tới một nửa giá nữa. Mr. Neal mới nghĩ là nếu mà bây giờ mình bỏ thêm tiền vào để mình mua cái giá bây giờ mà nó tăng lên thì chắc có lẽ là mình sẽ còn giàu có hơn nữa. Lúc này lòng tham của Mr. Neal là sự sợ hãi và lòng tham của Mr. Neal nó nhân lên rất là nhiều lần theo cái số tiền của Mr. Neal bỏ vào thị trường chứng khoán và tiền ảo. Và các bạn biết điều gì xảy ra không? Mr. Neal tiếp tục lại bỏ tiền vào để mà mua một cái giá rất là hời như bây giờ. Sau khi Mr. Neal tham khảo cái thông tin của những người bạn chung quanh Mr. Neal, Mr. Neal mới nghĩ là chuyến này mình sẽ giàu đây, mình có thể mua được xe, mua được nhà hay gì đó v.v. Mr. Neal rất là thấy nó một cái màu sắc nó rất là tươi đẹp ở tương lai. Và Mr. Neal lại liều mình tiếp tục. Tới đây câu chuyện tới đây hãy muốn dừng lại một chút xíu. Hãy đố các bạn, sau khi Mr. Neal bỏ tiền mua với cái giá rất là hời thì cái giá nó sẽ như thế nào? Mr. Neal có được như ước nguyện của mình hay không? Mình nghĩ một chút xíu để mình suy ngẫm coi thử xem. Trời đẹp quá. Tiếp tục câu chuyện. Sau một đêm thôi các bạn. Với cái nụ cười rạng rỡ của họ chứ Mr. Neal thì lại ngược lại. Mr. Neal sụp đổ, hoàn toàn Mr. Neal sụp đổ. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã đi ngược lại với những cái gì Mr. Neal mong muốn. Nó không được như vậy. Lúc này Mr. Neal nghĩ là thôi rồi, từ bao nhiêu tài khoản của mình, bao nhiêu tiền của mình tiết kiệm mấy năm để mình làm việc như thế này, bây giờ nó gần như nó trở về cái con số 0. Mr. Neal là phải nói là lúc này là khủng hoảng về tinh thần, rất khủng hoảng về tinh thần các bạn ơi. Và
lúc này thì cái số tiền ở trong tài khoản của Mr. Neil chỉ còn lại có 1.000 đồng thôi. Chỉ còn duy nhất 1.000 đồng. Chỉ còn duy nhất 1.000 đồng. Tới đây hãy đố các bạn nha. Tới đây Mr. Neil sẽ làm gì? Liệu là Mr. Neil sẽ tiếp tục bỏ tiền vào để mà mua tiếp, để mà gỡ lời với sự mong muốn của mình là làm giàu, hay là Mr. Neil bán đi? Các bạn thử suy ngẫm thử xem câu chuyện tiếp tục sẽ là như thế nào. Một, hai, ba giây. Ok, câu chuyện sẽ tiếp tục thế này. Mr. Neil quyết định bán. Mr. Neil quyết định bán hết để chỉ giữ lại 1.000 đồng. Chỉ giữ lại 1.000 đồng bởi vì nghĩ rằng còn nước còn tát, bán đi để mình có được cái giữ lại một ít tiền của mình trong tài khoản, bởi vì bây giờ nó không còn nữa rồi. Nếu như ngày mai sau một vài đêm thức dậy nó không còn gì nữa thì thật là đau khổ. Và Mr. Neil quyết định bán hết. Bán hết. Ok, thật là buồn. Thật là buồn, câu chuyện thật tới đây thật là buồn. Mr. Neil bán hết. Và Mr. Neil rất là buồn rầu. Và cũng đỡ hồi hộp hơn cái giai đoạn mà Mr. Neil chờ đợi giá cả lên và xuống. Thế nhưng các bạn ơi, thị trường chứng khoán luôn luôn là có những cái sự bất ngờ. Sau một đêm thôi Mr. Neil thức dậy và đố các bạn biết điều gì xảy ra. Tiền tăng giá. Tăng giá, phải nói là tuy là nó không trở lại cái giá mà mơ ước lúc đầu, nhưng mà nó đã tăng. Lúc này Mr. Neil thật sự là còn tâm lý còn khủng hoảng hơn cái lúc mà Mr. Neil nghĩ là Mr. Neil sẽ bán đi để mình giữ lại 1.000 đồng cho mình, để 1.000 đồng cho mình. Lúc này là cái gì các bạn? Một sự tiếc nuối diễn biến trong tâm lý của Mr. Neil. Mr. Neil mới nói rằng trời ơi, phải chi là mình giữ lại 1.000 đồng này thì bây giờ mình sẽ như thế nào các bạn? Mình đâu có lỗ như bây giờ, mình đâu có phải như bây giờ. Tại sao lúc đó mình không cố gắng, mình một chút xíu nữa thôi, chỉ một đêm thôi, thì mình sẽ đâu phải mất mát như bây giờ. Thôi, câu chuyện nó tới đây là nó chấm dứt câu chuyện của Hải muốn kể cho các bạn nghe về một cái người hoàn toàn mới bước vào thị trường chứng khoán, một anh chàng kỹ sư, một anh chàng Mr. Neil. Cái câu chuyện này thật ra nó có thật nha các bạn, nó có thật. Chẳng qua Hải chỉ có cơ gọi là hãy thay đổi một chút xíu trong câu chuyện để nó thêm phần hấp dẫn hơn thôi. Nhưng mà thật sự ra các bạn biết không, cái câu chuyện Hải vừa kể là có thật. Hải muốn nói là trong cái thị trường chứng khoán đó, nó luôn luôn không như mình mong muốn. Trong thị trường chứng khoán, Hải đúc kết lại cái câu chuyện này, nó có ba vấn đề trong tâm lý khi mà mình bước vào thị trường chứng khoán. Đó là lòng tham, sự sợ hãi và kết cục là sự tiếc nuối. Cái điều đó nó đánh chết một con người bước vào thị trường chứng khoán. Không có sự hiểu biết, không có tìm hiểu, chỉ nghe mọi người xung quanh mình nói về thị trường chứng khoán, nói rất là hay về thị trường chứng khoán, làm giàu trong một thời gian ngắn các bạn. Thế nhưng mà
cuộc đời không bao giờ giống như mình mong ước. Hãy kể câu chuyện này á, nó thực sự có thật. Nếu mà các bạn nào á mình đã tham gia vào cái thị trường chứng khoán có thể là một thời gian, các bạn sẽ thấy hình ảnh của mình đâu đó trong câu chuyện của Hải. Hãy tin là như vậy. Còn những người nào chưa bước vào thị trường chứng khoán, các bạn hãy nhớ câu chuyện của Hải nói đi, nhớ câu chuyện của Hải kể đi, rồi các bạn một ngày các bạn sẽ thấy nó không khác gì cái câu chuyện của Hải gói gọt lại trong 3 câu: lòng tham, sự sợ hãi và sự tiếc nuối. Không biết là cái tài kể chuyện của cậu Hải hôm nay nó như thế nào, nhưng mà Hải nghĩ rằng để mang một cái chút cái không khí trong cái câu chuyện của Hải thì Hải muốn đi ra ngoài chờ như thế này. Các bạn, rất là đẹp, trời rất là đẹp. Hải muốn như vậy để Hải kể cái câu chuyện của mình cho nó có gì đó nó một câu chuyện buồn các bạn, nó không có vui. Thật ra một câu chuyện buồn lắm, nó không có vui. Thế nhưng Hải muốn kiếm một cái cảnh như vậy để mà Hải muốn thoải mái để nói lên cái câu chuyện đó cho kể cho các bạn nghe. Rồi bây giờ và xin chào các bạn, tạm biệt các bạn, hẹn lại các bạn trong một cái những cái mục khác nói về thị trường chứng khoán của Hải. Hãy hy vọng là những cái chia sẻ của Hải luôn luôn là nó sẽ có ích cho các bạn. Có thể bây giờ các bạn không quan tâm đâu, nhưng lại biết đâu một ngày nào đó thôi các bạn, mình giống Mr. Neil không, mình tự nhiên là mình lại như Mr. Neil sao các bạn, quan tâm tới. Thì lúc này các bạn nhớ câu chuyện của Hải nha, các bạn nhớ câu chuyện của Hải, biết đâu câu chuyện của Hải nó sẽ giúp cho các bạn cái tâm lý các bạn lúc đó. Ok, mình nói 17 phút rồi, mình cố gắng lắm để mình truyền tải đến một cái câu chuyện nó thật là thật sự ra nó thật là hay, nó thật là kịch tính, nhưng mà Hải không biết là nó có được như vậy không. Nhưng mà cái cốt lõi của cái linh hồn của câu chuyện là Hải muốn nói cho tất cả các bạn, khi bước vào thị trường chứng khoán mình nên chuẩn bị rất là nhiều thứ, chứ không phải là nó không phải là nó như là mình nghĩ là nó dễ dàng như vậy đâu. Hãy muốn truyền tải một cái ý như vậy, và đặc biệt tâm lý trong thị trường chứng khoán rất là quan trọng các bạn, rất là quan trọng. Cho nên là hãy muốn kể chuyện là như vậy đó các bạn. Cho nên là ok, nãy giờ hãy nói bye bye các bạn nhiều rồi nha, bây giờ thực sự là bye bye các bạn, hẹn lại các bạn trong một buổi chiều như vậy á, hãy chạy có khoảng chừng 6.4 km tại một cái vòng này nè các bạn, nó là hai mao, hai vòng là nó là 4 mao. Thì chiều nào hãy cũng sau khi hãy chạy rồi có thể hãy đi bộ thêm một vòng nữa. Có đôi khi mà mình thấy khỏe thì hãy tổng cộng chạy và đi thì hãy được 6 mao mà nhân cho 1.6, 6636, như vậy là 9.6 km. Có những buổi chiều hãy khỏe hãy đi, hãy đi và chạy được 9.6 km. Lại tiếp tục đưa một cái nguồn năng lượng tiếp tục cho các bạn, mình hãy cố gắng duy trì sức khỏe. Ok, cố gắng nha các bạn. Mặt trời đằng sau lưng hãy rất là đẹp, vừa chạy vừa có thể ngắm được mặt trời khi mà mình quay phim nữa, thú vị. Ok, bye bye các bạn, chúc các bạn làm gì sức khỏe, là để mình có tiếp tục gặp nhau và trò chuyện chia sẻ những cái gì trong cuộc sống mình cảm thấy nó có ích. Ok, hy vọng là những cái video của Hải làm nó sẽ mang đến cho các bạn cái gì đó nó có ích lợi cho cuộc sống của mình.
chỉ mong vậy thôi. Xin chào các bạn.